Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi, quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hạ mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa, lạy Chúa xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để được thấy Ngài, để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Màng, con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Trời sáng tỏa lan, Chúa kẻ bần hàn đấng tặng ban, dọi dẫn nhân tâm cuối xin Ngài, lạy đấng ôi an của tâm hồn, suối êm dịu ngọt nước chảy tuôn, vất vả lao lực bên cây trông, Ngài lau khô lệ cho mỹ an, linh quang diệu hiền xin chiếu rọi tâm tư cho con.
chi phàm xác nhân bụi trần, tội khó khăn xa rời hỡi người. Xóa hết lỗi lầm cho mãi được sạch trong, xin chữa lành thương vết lâu năm. Cứng uốn cho mềm lành sưởi bên than hồng, và những sai lầm được uối an. Cậy tín chung Thiên Chúa vững vàng, dám xin ơn Ngài khấn tặng ban. Những ai vững vàng Chúa thượng công, đời sống đức độ và tín chung. Bạn có được phép dùng vũ lực để tự vệ không? Thiên Chúa tạo dựng mỗi người với sự quan tâm và quan phòng tuyệt vời. Mỗi người đều được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Thân xác chúng ta không phải của riêng chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Do đó, quyền được sống là một quyền căn bản và giết người là tội trọng. Chớ giết người. Điều răn thứ năm thường được dịch là chớ giết người, nhưng theo tiếng Do Thái, có nghĩa đen là tội giết người một cách vô ý. Hai nghĩa này hoàn toàn khác nhau. Cố ý giết người, giết những người vô tội một cách có chủ đích luôn là sai. Nhưng giết người để tự vệ thì không phải là cố ý giết người, thậm chí dù là điều kinh khủng là án mạng đã xảy ra. Do đó, trong tình trạng khẩn cấp, sử dụng sức mạnh làm chết người có thể được chọn như là phương sách cuối cùng.
tự vệ là một chọn lựa. Bởi vì sự sống là vô giá, nên chúng ta có quyền tự bảo vệ bản thân chống lại những kẻ tấn công mình. Ai bảo vệ mạng sống mình thì không mắc tội giết người, mặc dầu có phải giáng một ngọn đòn chí tử vào kẻ tấn công. Nhưng bạo lực phải được sử dụng cân xứng. Chẳng hạn, dùng gậy đánh chết một tên trộm khi hắn đột nhập vào nhà bạn, nhưng không dùng bạo lực để đe dọa bạn là một sự đáp trả không cân xứng. Nhưng nếu bị tấn công, chúng ta có thể tự vệ. Hãy nghĩ đến David, người đã tự bảo vệ mình khỏi Goliath. Trước khi bị bắt, Đức Giê-xu đã yêu cầu các môn đệ mua một thanh gươm để họ có thể bảo vệ chính mình. Tuy vậy, Đức Giê-xu đã không tự vệ nhưng đã hy sinh mạng sống mình cho người khác, cho chúng ta và thậm chí là cho kẻ bắt bớ ngài. Đức Giê-xu vẫn có thể kháng cự khi quân lính đến bắt ngài ở vườn cây dầu. Các tông đồ của ngài chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu cho thầy của mình. Phê-rô thậm chí đã chém đứt tai một trong số những kẻ bắt bớ Đức Giê-xu. Nhưng Đức Giê-xu không muốn bạo lực xảy ra và ngài đã chữa lành tai của tên đầy tớ. Vì thế Đức Giê-xu đã làm đúng như những gì ngài đã nói với các tông đồ. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người khác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Như Đức Giê-xu, chúng ta cũng có thể lựa chọn đáp trả lại bạo lực bằng tình yêu và tự hiến. Bảo vệ người khác là một bổn phận. Mặc dù ta có quyền bảo vệ mạng sống mình, nhưng ta vẫn có thể quyết định noi theo gương Đức Giê-xu, hy sinh mạng sống mình để cứu người khác. Tuy vậy, không được ra quyết định này cho một người khác. Trái lại, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận bảo vệ những người đang bị đe dọa. Điều này bao gồm cả trách nhiệm phải cảnh báo những ai đang gặp nguy hiểm. Nếu làm ngơ trước tình huống đó, bạn sẽ phạm tội trọng. Những người yếu thế và những người không thể tự đứng lên bảo vệ chính mình thì có đặc quyền được bảo vệ. Bổn phận bảo hộ người khác càng rõ ràng hơn khi bạn có trách nhiệm trực tiếp với họ. Chẳng hạn một người cha trong gia đình có trách nhiệm chiến đấu để bảo vệ các thành viên trong gia đình mình khi có kẻ dám xâm phạm. Tuy vậy, sức lực của người cha cũng có hạn. Đôi khi kẻ tấn công cũng có thể giết luôn cả ông. Đó là lý do các cảnh sát và binh lính được trang bị khí giới. Họ có trách nhiệm đạo đức phải dùng sức mạnh để bảo vệ cộng đồng. Ở một số quốc gia, công dân có quyền mang theo vũ khí để có thể tự vệ. Thậm chí ở Mỹ, quyền này còn được quy định trong hiến pháp. Nhưng tốt hơn, quyền này nên được nhà cầm quyền và các đội đặc nhiệm thỉnh thoảng kiểm tra. Phải nhận thức rằng, sở hữu một khẩu súng hay bất kỳ vũ khí nào trong tay đi đôi với trách nhiệm rất lớn. Tàng trữ hay sử dụng chúng một cách bất cẩn là một tội trọng. Chúng ta chỉ có quyền sử dụng vũ khí để giết hại kẻ tấn công mình khi không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy bạn có quyền bảo vệ bản thân và người khác và chỉ được sử dụng vũ lực khi thật sự cần thiết. Đối với bản thân, bạn có thể lựa chọn cách phi bạo lực và hy sinh. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ suy niệm Kinh Mân Côi năm sự mừng. Và trong giờ kinh này xin được hiệp ý cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cầu nguyện cho quý vị ân nhân của hội Kinh Mân Côi còn sống hoặc đã qua đời và hiệp ý với tất cả những ý cộng đoàn xin khấn hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Soi lửa hồng vào đêm tối dỗ thăm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền diệu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.
Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã ca lòng phán định lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm sự mừng thứ nhất, Đức Chúa Giêsu sống lại. Tái sinh cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thầy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chăng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Trời vui lên đất nhảy mừng, Chúa tôi đã sống lại. Nguyện xin cho xa hồn này Chúa thương cùng sống lại. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ai. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Trời vinh quang Chúa ngự trị, hát Alleluia. Nguyện xin tâm trí này là hát theo câu tăng tụng. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ ba, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Một
lửa yêu thương thắp ngàn ngàn ánh sao đêm sáng ngời. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ai. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ bốn, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chén lành trong tay Đức Mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chăm cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Xa hồn đường Chúa thương lên cõi trời, rồi mai đây đến ngày giờ ước mong ơn trên lành. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ai. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ năm, Đức Chúa Trời thương Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thường cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chăng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ vinh quang giữa chiều thần thánh Ave Maria, mẹ ơi xin đoái nhìn đoàn chúng con yêu mến mẹ. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu Eva, ở chốn khanh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là chú bầu chúng con, xin ghé màn thương xem chúng con đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúng là. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan xương cùng mưu ma vậy vùng khóc làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giêsu
cô. Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ám tâm quân thù. Đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vinh thánh danh Giêsu chi thay, ơn thân trong tâm mình rất nhỏ mọn. Này là vua ân lương thương thiên thần, đây chính thần ngôi lời ân đau mình để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kinh lạy bánh bơi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, Chúa đã đặt trái tim mẹ làm gương mẫu cải tạo càng gia đình, làm trung tâm lôi kéo mọi tâm lòng quy hướng về cùng Chúa. Hôm nay con xin dâng cho trái tim mẹ cho mình con, cả hồn xác con, cả cuộc sống con cùng xin hiến dâng cho trái tim mẹ cả gia đình con, hết mọi người thân thuộc hoặc đi vắng, hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này. Xin mẹ hãy cải tạo chi tâm tình mọi người trong gia đình con, để gia đình con hòa thuận thương yêu nhau, hợp nhân cùng nhau trong trái tim mẹ. Xin mẹ hãy xua đuổi quỷ tham lam của cải, lôi đức công bằng ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để chúng con biết sống theo đức công bằng và tuân giữ giới răn thứ bảy cho trọn vẹn. Xin mẹ hãy khử trừ thần ô uế, cám dỗ phạm giới răn thứ sáu, để chúng con biết giữ hồn sáng trong sạch, xứng đáng làm cho con yêu dấu mẹ đời này được ẩn nâu trong trái tim mẹ, đời sau cùng mẹ hát mừng yêu mến Chúa ba ngôi đời đời. Amen.
trương toàn nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Ơi Maria xin mẹ nhận lấy tâm thân sáng hồn con đến yên giấc, quyết chí thánh ngoan nhớ mẹ với mẹ, vững chí chiến đấu vì mẹ trong mẹ, có mẹ dẫn dìu con tiến lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha. Ôi ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mở lối soi đường, hồng thiêng nhận đại ngàn hương, ngọc ngà thiên tình nêu gương tinh rồng, đường khôn ngoan thang dòng tuôn chảy, cha đã ban đầy dạy nhưng không gian truyền ơn Chúa chi công, cho con hợp với công đoàn phụng nhân, lạy cha thánh đa minh, xin cầu cho chúng con. Amen. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen.